Thưa quý vị, gần nửa tháng qua, trên thủ thời tiết nắng sáo, nông dân huyện Hòa Phong xuống đồng tu hoạch vụ lúa hè thu 2022, tận dụng lòng đường phơi phóng. Việc phơi lúa tùy tiện giữa lòng đường này đã gây ra nhiều hệ lụy về tai nạn giao thông cho người đi đường. Ký dẫn của phóng viên. Đã hơn một tuần qua, vợ chồng ông Đặng Ca, Trần Thị Chính ở tổ 5 thôn Tuy Loan Đông Bộ xã Hòa Phong chưa hết bằng hoàng khi thuộc lại vụ tai nạn giao thông hy hữu trên đường ADB5, đoạn Hòa Phong Hòa Tiến. Lúc đó khoảng 17 giờ, hai vợ chồng chạy xe máy trên đường Cồn Đai, thuộc địa phận thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, thì một chiếc ô tô tải chạy ngược chiều, pha đèn sáng lóa. Ông ca tô hít sầm bắt, chạy chọn tay lái, hút thẳng vào đống lúa trước mặt. Hậu quả là hai vợ chồng ông phải đi cấp cứu. Đến bây giờ, vết thương mới lên da non, toàn thân vẫn còn đau e ẩm mỗi khi cử động kể cả lúc nói chuyện. Đến lúc là tôi nó không có được trời túi vào nó bóng qua luôn phong mình chứ hơi chồng tôi hơi chồng tôi nhất đó mà cũng đỡ đó. Khi mà mình vừa sống ra là thấy cái đống lúa. Cho nên là xìa liền, tái liền. Mà cái điều kiện bởi cái tên nạn vô thông này thì thường xả ra mà cũng, cũng nhiều lần lắm rồi. Trò chuyện với nhiều người chân phơi lùa hết trên đường, chúng tôi đều nhận được câu trả lời. Biết như vậy là vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân và người đi đường nhưng vì tâm lý chung là phơi trên đường mô khô, nhà cửa bây giờ ít làm sân phơi, chủ yếu là tường xây mái lợp nên không có chỗ phơi lúa. Thì cũng đề nghị đó vấn đề mà giống sót, phọt để cho nó gắt go một chút. Chứ còn không là cái nhũ vô tay nọn đi mà ma, ma không hồi tí mà lại, lại chết xuống đường đồ bầu thường. Rõ ràng, việc phơi lúa trên đường là mất an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người tham gia giao thông chính quyền địa phương các cấp và ngành chức năng cần có hết giải pháp quyết liệt không để người dân tùy tiện phơi lúa hết giữa lòng đường tìm bản nguy cơ tai nạn giao thông